đi nào gạo ơi. Thiêu cao cổ kìa. Thiêu cao cổ đâu? Mình đang đứng ở đâu? À, đứng ở đây à? Cá đang đứng ở đâu? Đâu trong bản đồ cá đứng ở đâu? Đâu đâu chỉ lại ba xem nào. Hiêu cao cổ cơ mà. Đang đứng ở chỗ hiêu cao cổ mà. À kìa. Hiêu cao cổ con kìa. Đi đi lại xem hiêu cao cổ con nào. Giờ đi đâu nào? Đi chỗ nào? Đâu gạo đi chỗ nào? Gạo đi chỗ tròn tay. Tôm đi tìm chỗ nào à? Tôm đi chơi. Tôm tôi cá tre. Đâu? Tôm tôi cá tre. Tôm tôi cá tre. Đi đằng kia như này. Đi. Trước đi. Tỏ không tỏ. Tỏ từng tâm ơi. Từ chú tỏ từng tâm ơi. Ừ. Từng tâm vô tâm. Tỏ tỏ không tỏ tỏ đi. Tập tàu. Tập tàu. Tùng tâm. Đang tỏ khách. Thôi. Con gì? Đi nào. Đi vào xem. Con gì? Con chăn á? Hay con gì? Lên đó. Để cào đôi dưới cào đi được.
Đi xem cá sấu nào. Sắp tới chưa? Sắp tới. Tôi đang đứng ở chỗ nào? Cá đang đứng chỗ nào? Đúng chứ đấy à? Ấm gà đi về luôn á. Đi vào theo. Đi vào bên đây. Ừ, theo này. Coi là đi. Đó, đây, đây. Đi đi đi. Rồi. Tôm ơi! Tôm ơi! Xếp lại cho em nè. Tôm! Tôm! Đây bà! Giờ Dũng từ từ để bác Nam chụp hình cho Dũng nha. Rồi rồi, Dũng cho nó ăn đi con. Cho nó ăn đi con Dũng. Cho nó ăn quá thì ba. Cho Dũng cho nó ăn nào. Cho nó ăn. Rồi bé cho nó ăn đi. Cầm cái này cho mẹ này. Ba kêu từ từ. Cho con này ăn lên ba chục bình nè. Cho con bự này nè. 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 Rồi đi. Nè. Nói kêu nghe quê cho con bự này ăn lên ba chục bình. Đốt quần. Thôi đi chỗ khác nào. Thì đi chỗ khác đi. Rồi chờ nó đây. Được rồi. Nó có ăn gì rồi. Nó nghe nha, nhã cá sấu nó ăn gì đấy. Cá sấu này, to chưa? Cần 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 cần
không có. Đây. Đây là, đây là tôm. Đây này tôm, tôm. Tôm tôm, đây nhiều chưa? Đấy. Này có số này. Đang làm gì đấy? Đang chủ, đang làm phơi miệng đấy. Phơi nắng. Trong cá chỗ kia đang chơi. Ừ, đang bơi. Đang chủ. Đây kia. Đâu? Đi đâu rồi? Đây là ai? Ừ, cà chua. Đi, đi thôi, đi thôi. Đây là đâu? Tôi cầm cái cây chọc vào đít đó xem nào. Tôm đang ở chỗ nào? Đâu? Bây giờ đi chỗ nào? Mới ở chỗ cá sấu mà, cá sấu đâu? Cá sấu, đấy hả? Bây giờ tới chỗ nào? Đấy là đi quay lại rồi. Đây này, đi vòng ở đây này. Ờ. Em chạy đâu làm gì kìa? Con hổ này. Hổ đang làm gì đây? À, con ngồi dậy kìa. Ngồi dậy kìa. Đi 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 sang bên kia, đứng sang bên kia xem. Đi vào đây. Bên này có gì không? Bên này có hổ trắng này. Đây. Nằm tiếp bên trong đây kìa. Con hổ trắng đấy thì trước ở bên này mà giờ đúng không? Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu, bây giờ đi đâu nào? Gọi gạo đi, chạy lại gọi gạo đi. Đây có con gì này? Con khỉ à? Đi đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi? Tinh đâu? Không. Tâm ơi. Chỗ này là chỗ nào đây? Tôm đây này, trong này này. Trong này có gì này, trên cao này, tít trên cao này. Đậu có nhậu không ơi? Nhậu đi con. Sừng nam, con này là con sừng nam. Ừ, đi lên, đi có thang đi. Thấy chưa? Thấy con gì chưa? Chưa. Con này là con lông nhiều thế. Chưa. Con này con đười ơi. Đang ăn gì đấy? Ngoài kia có không kìa? Đi, đi lên đây. Một trong kìa. Ừ. Đi. Chị cái tay cho bà chứ. Đâu, tôm đang ở đâu? Tôm đang ở đây. Đang ở đấy hả? Ừ. À, để bản đồ xuống đây xem là mình nghiên cứu đi đâu nữa à? À, bây giờ đi đâu nào? Mình đang ở chỗ nào? Ở đây. Đang ở đấy à? Ừ. Bây giờ đi tiếp đi tới đâu? Đi tới đây. Chỗ đấy à? Chỗ đấy đi, đi, đi nào. Dạ, uống thác nước rồi, đi chỗ nào. Em gọi đi, hôm nay qua đây có cơ hội lắm gọi không kìa? Ừ, nhưng mà có gì ở đây chị? Anh Châu đi một mình nhỉ? Đi theo con gấu à? Đây là đây gạo ơi.
Này cho anh tôm nè. Đừng có đánh vô mũi nó rồi. Đâu? Ừ, con gấu đấy. Đi, đi thôi. Đi. Đi vào đây nào. Con này tên là gì? Con T-Rex à? Con này ăn thịt hay ăn cỏ? Con này ăn thịt à? Con lại chân nó đi. Lại sờ chân nó đi. Con này ăn gì hả gạo? Ăn cỏ. Con này ăn cỏ à? Không, ăn thịt. Ăn thịt đúng không? Ăn thịt hay ăn cỏ? Ăn thịt. Con mèo kìa, gạo kìa, tôm kìa. Tôm mèo ơi, tôm mèo. Nào, đi vào đây có con gì nữa nào. Khủng long này là khủng long gì hả tôm? Ba sườn à? Con này ăn gì? Con này ăn gì hả gạo? Ăn cỏ. Ăn cỏ à? Không ăn cỏ. Con này ăn thịt mà. Không ăn cỏ. Ăn cỏ đúng không? Đi. Con này là con khủng long gì? Con này ăn thịt luôn à? Mèo. Chắc chưa? Con này ăn thịt đúng không? Con này ăn cỏ chứ? Con ta ăn thịt. Ăn thịt à? Đi và đi lên đây cho nào. Tôm lại hai cái chân nó xem nào. Sờ chân nó tí. Trên này có quả trứng không? Đi tìm quả trứng nào. Ô, con mèo này. Con này mấy sừng? Con này ăn thịt ăn cỏ. Con này ăn thịt ăn cỏ. Ăn cỏ. Con này ăn cỏ luôn à? Con này tên là gì hả tôm? Con này tên là gì? Hả? Đấy, hả?
tôm cưới khủng long đi. Bé lên nắm hai cái sừng này. Từ từ mẹ bỏ cái này đã. Bỏ cái nước đi đã. Chúng ta làm được. Đến đây chúng ta đâu đi. Nó bỏ xuống sao? Trong này có gì không? Ôi, con khủng long cao cổ kìa. Con này ăn gì? Tùng tông phải ăn cỏ. Ăn cỏ à? Ừ. Đúng ăn cỏ không? Đúng. Tùng tông tôi ta chút kìa. Vào mút à? Tôi ta chút kỳ dụ. Đi bên này mà. Đấy, đi nhìn vào vật đá vấp ngã rồi. Con này là con gì? Voi ma mút hả? Cá chín. Đâu có trứng đâu. Đây, đây là bé này. Ông cái cổ nó nào. Bế gạo ra kìa. Bế gạo ra. Mẹ cho hát, mẹ cho hát. Lấy cái tay, lấy cái tay. Này gạo, gạo, gạo. Đứng lên lên trên khủng long màu hồng nè. Trong những màu hồng nha. Con quay qua đây. Quay quay. Dơ chú số 2 lên. Rồi đứng đây nha, mẹ chụp cho nha. Rồi. Từ từ. Rồi rồi. Đâu? Tôi ngồi xuống nào. Này có phải voi ba mút không Tôm? Voi ba mút cùng thời với con gì? Khủng long. Từ 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 từ. Anh chụp trước, anh chụp trước.